Cả nhà ơi, chiều hôm nay là hai mẹ con Hiền thấy cái cây cà thân gỗ lại có rất nhiều trái chín. Thì cái này em có hái tới không? Áo quịch, cái này con hái được là con muốn hái hay mẹ hái? Đâu á. Rồi mẹ coi coi, không mấy trái đó chưa được, mấy trái đó Rồi mấy cái chùm này hết rồi, con hái hết này đi. Đó, hái hết đó luôn. Gì vậy ông? À đúng. Để Hiền xem coi. Ôi trời. Để coi thử nó ra trái mới không cả nhà. Vậy Elwood khoan, để mẹ rờ mấy trái kia coi. Mấy này còn nhìn còn xanh thôi đi con. Mấy trái này được nè. Qua tao mấy trái này nha. Dạ. Chọn cái. Đó. Ồ cái đen khỏi lụm. Tụi mình sẽ lụm mấy trái chín này nữa cả nhà. Chín quá nó rụng xuống này. Phiêu chỉ nè. Dạ. Đó, chị mấy trái nào mà phiêu thì hả? Mấy trái nào mà còn được á? Nó mới rụng á. Qua đây nè. Thấy nẻo quịch trái này nè. Dạ có hái tới không hay thôi. Đó cả nhà thấy không? Đụng cho nó có nó rụng nẻo quịch. Trời ơi trời thôi. Hiền hái luôn cho nó bẹ cái nhà đó. Trời nó rụng rụng lập đập. Tụi mình hái là hơi trễ rồi. Đây nè, chín quá chín rồi. Không rụng cũng lạ. Rồi, rụng tiếp luôn. Thôi cho nó rụng đi. À. Dạ, con hái đi. À, rụng luôn. Trời, để hơi bị trễ, nó chín quá cả nhà. Rụng trên. Excavator. I'm good it. Ok. Rồi, hai tay luôn. Trời trời, cái này rụng. Rụng. Trái rụng, nó là kiểu mặt nhói. Rụng, rồi bỏ ra đi. Rụng. Mấy cái trái mà nó bị đen đầu chắc Hiền bỏ Hiền cho mấy con bồ nó ăn cả nhà. Đây gì nè, chín quá rồi. Thì trái này được, trái này cũng quý rồi. Mà mới mình hái sớm hơn đó con. Đây cả nhà ơi. Nè, hai trái này nè. Con hái đi. Ừ, hai trái đó luôn. Dạ. Broken. Đâu có đâu. Rồi hái đi. Đây. Cái gì vậy? Trời không được. Thúi. Thúi hả? À, nó hơi bị chín quá chứ không có thúi. Mấy này chưa thúi. Nó cũng mềm mẻ quật hái hết luôn đi con ơi. Mấy này nó chín quá rồi, cái hái không kịp uổng đó. Rộng. Rộng. Cái mẹ làm rớt chứ không phải nó rụng. Rồi Skater, con có hái nữa hay thôi. Dạ. Đây, trái này cũng được. Cái này con hái cao quá, con hái không tới đâu. Rồi Hiền cho nó xuống. Trời ơi cái trái này. Cái này chín quá nè. Rồi ơi, em đu cây cả nhà ơi. Khỉ đu cây. Em gì khỉ đu cây. Nè khỉ ơi. Ở đây nè. Cái trái này còn hơi xanh nha. À, cái này nè ta. Dạ. Ui trời, quật qua nè con. Qua đây nè. Ôi bên đây nhìn thấy hàm cả nhà ha. Chùm nè. Chụp hình từ góc này đẹp nè cả nhà. Rồi lúc trước quay. Yeah. Rồi hái đi con. Cái này người ta biết làm dáng cho mẹ chụp hình lắm nha cả nhà. Ừ, như trái này còn xanh là con để lại nha. It's green one. Green one's not red, they will leave that one. You can have us the rest. Con hái hết mấy trái kia đi. Còn trái xanh nữa chưa chín. I think this is a garden activator, right? Đúng rồi. Xe thu hoạch. Này là xe thu hoạch cả nhà. A garden activator. I see. All right. Are we? No. Yeah. Ready? Yeah, it's ready. Thật đúng. Thôi vậy mẹ hái nha. Dạ, yeah, hai trái này nữa nè. Cả nhà thấy không? Nó ra thêm hoa nữa nè cả nhà. Bởi vì mình hái thì nó sẽ ra thêm hoa nữa nè. Chị sợ ha. Đây nữa nè, ra thêm từng trái màu xanh nè. Được mấy cái này nó màu xanh nó tán vô cái lá á, nhìn nó khá giống nhau cho nên nhìn khi mình quay mình cũng khó thấy. Đây. Cái đợt này thấy rồi.
Đâu mẹ coi coi. Cái nào marine con đừng hái. Ừ chắc nó được rồi con hái đi. Thôi chưa. Này mày nhìn chưa? Được chưa? Hái chưa? Yeah. Đây nữa nè, mấy trái này con hái hay mẹ hái nè. Trời ơi, hái mấy cái gì nào hết trơn. Cái này cũng được rồi. Mình đang có chùm này nè cả nhà. Cái chùm này là hợp chính. Cái này hái cũng được. Hái hết luôn. Con hái hết chùm này đi. Ừ, hết luôn. Okay, hai trái này luôn. Rồi chùm này luôn. Rồi, được rồi nè. Đây nữa nè coi. Đây nữa nè baby. Nhiều quá. This one? No, that's the excavator. Oh, okay, excavator. This one, please. Baby, I'm an excavator. Alright. Nè, trái này với trái này. Yeah. Giỏi quá. Ôi trời, cái chiếc SKK của nhà Hiền cả nhà. Xe thu hoạch đó. Đó, xe thu hoạch đi tới đi lui vậy cả nhà. Cái này là phút thư giãn dữ dội. Coi, xe thu hoạch đi tới đi lui này. Coi gì đâu mất tiêu rồi. Xe thu hoạch đi đâu mất tiêu rồi. Về thu hoạch. Đó trời, cái xe thu hoạch này nó cà chấn quá. Rồi chịu nổi xe thu hoạch đâu. Xe thu hoạch ơi, có thu hoạch nữa không? Mẹ thu hoạch nha. Thôi vậy thôi mẹ thu hoạch. Thôi nó chạy. Nghe mẹ thu hoạch nó chạy về. Đây nè. Xe thu hoạch. Mom, that's for me, excavator. Okay, right. Yeah. Pum, pum. Okay. Cũng được chứ cả nhà tự thu hoạch được rồi, tự biết đem về rổ. I'm gonna get it, I can reach here. Mommy nghĩ là mấy này được rồi nè. Ừ, nó mềm hết là con hái hết đi. That's small right now. Bự rồi. Đây, còn trái nữa kìa. Con hái. Ừ, thôi hái mấy trái đó luôn đi. Rồi. Tốn. Rồi. Đây nữa nè. Lên trên đây nha. Cà thêm bổ đúng là quá. Sai trái ha. Ở trên đây là thấy có mấy trái này nè. Cao quá. Không thể hiện được. Cái này cũng được rồi nè. Cả nhà ơi, nó đầy tay. Nên trái này cũng chín. Cái này cũng được rồi. Cái này nữa. Quá trời. Ý em show cho cả nhà xem là cái xe của em, xe thu hoạch này có thể đi ngược lại cả nhà. Phải không? Đi ngược có phải không con? Dạ. Cái chùm ở trên đây nè. Mình thấy mình nó mua héo rồi nè cả nhà. That's a guy in the mom. That's a guy in the là tiêu rồi. Cái này xuống luôn rồi nè. Ôi nhưng mà trái này còn được nè. Đó, trái này còn được. Đây cái phần mà đi lụm. Cái nào đen mình cho qua. Mấy trái này hiện thấy là nó, cái nhà nó rụng nhiều á. Hôm nay phải đi thu hoạch sớm hơn là nó đâu bị rụng đâu. Còn làm cái gì đó. Nè, thấy không? Trái này thôi, mấy trái kia cái chiếc kia để cho mấy con bổ uống thôi. Cái này được cả nhà. Cái này cũng được nè. Quay qua đây, cái gì đây, đây con trái. Cái này. Một trái nữa. Đây là cái gì? Cà thân gỗ màu kem.